Vậy tại Việt Nam thì ung thư tuyến giáp là một trong 10 loại ung thư phổ biến tại Việt Nam và với cái tỷ lệ mắc mới khá là cao, với hơn 5.000 ca mắc mới mỗi năm. Nhưng mà cái việc hiện tại thì chúng ta thấy là đã phát hiện được sớm và điều trị, cái tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp cũng rất là tốt. Vậy thì thông thường sau khi mà điều trị ung thư tuyến giáp thì người bệnh sẽ phải bổ sung thêm hormone tuyến giáp mà trong suốt cái thời gian còn lại, nên là cái việc chúng ta cần lưu ý cái những cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng hormone tuyến giáp như thế nào, thì hôm nay chúng ta đến với chủ đề với năm cái lưu ý. Vậy thì chúng ta sẽ đến với từng chủ đề một quý vị nhé. Vâng, lưu ý thứ nhất đó là uống thuốc đúng liều. Và đối với hormone tuyến giáp thì là một cái hormone nội tiết được bổ sung khi mà sau khi chúng ta đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp thì cơ thể chúng ta không còn có tuyến để tiết ra hormone này, nên là chúng ta sẽ phải uống levothyroxine để bổ sung hormone cho cơ thể. Nên là với cái liều lượng thì sẽ tùy thuộc vào tuổi tác, cân nặng, thể trạng mà bác sĩ sẽ cho chúng ta liều phù hợp. Nên là trong cái quá trình dùng thuốc chúng ta sẽ không tự thay đổi liều dùng, không tự tăng giảm liều, mà chúng ta hãy theo dõi các cái phản ứng của cơ thể, có thể là những cái phản ứng như là tim đập nhanh hay là run, ra mồ hôi nhiều, sụt cân, hoặc là chúng ta thấy táo bón, những cái biểu hiện xung quanh việc quá nhiều hormone tuyến giáp hay là bị thiếu hụt hormone tuyến giáp dẫn đến các cái triệu chứng như vậy, thì chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ để bác sĩ sẽ điều chỉnh liều thuốc cho chúng ta mà chúng ta không tự thay đổi cái liều dùng của mình, quý vị nhé. Và khi mà đến, các bác sĩ sẽ cho chúng ta làm các cái xét nghiệm về T3, T4, FT3, FT4 hay là TSH để điều chỉnh liều thuốc để chúng ta có thể có một cái liều uống phù hợp nhất mà không gây ra các cái phản ứng không mong muốn cho cơ thể. Hai là lưu ý thời điểm sử dụng thuốc. Và cái thời điểm chúng ta sử dụng thuốc hormone tuyến giáp này cũng rất là quan trọng, vì hormone tuyến giáp khi chúng ta uống vào sẽ được hấp thu ở tá tràng, và cái tỷ lệ hấp thu từ dao động từ 48 đến 79%, và với cái nó liên quan đến các cái yếu tố khác nữa. Và các nhà nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là ở cái thời điểm mà đói thì sẽ làm cho cái việc hấp thu hormone này tốt nhất. Và cái thứ hai là cái khi mà chúng ta uống thuốc vào thì đạt được cái nồng độ hormone đỉnh điểm ở trong cơ thể sau khoảng 2 giờ. Còn nếu như mà chúng ta uống cùng với thức ăn hoặc là các loại thuốc khác thì nó sẽ làm giảm cái kéo dài cái thời gian hấp thu, thì có thể phải đạt đỉnh từ khoảng 3 đến 4 giờ sau khi chúng ta uống thuốc. Nên là theo khuyến cáo của Hiệp hội thực hành ung thư tuyến giáp Hoa Kỳ thì cái thời điểm chúng ta uống tốt nhất là trước bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ 60 phút. Và sau cái giờ ăn tối thì cách 3 giờ là tốt nhất, và cái thời điểm đó thì sẽ giúp cho chúng ta uống thuốc có cái hiệu quả hấp thu cao nhất và cái đạt được cái nồng độ đỉnh trong cơ thể một cách tốt nhất. Nên là quý vị và các bạn chúng ta lưu ý vào cái thời điểm uống thuốc này, quý vị nhé. Vâng, thứ ba là chúng ta theo dõi các cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng hormone tuyến giáp, vì cái việc theo dõi tác dụng phụ này sẽ giúp cho chúng ta phát hiện sớm được cái liều lượng chúng ta sử dụng có gây nên các cái tác dụng, ví dụ như là liều quá cao sẽ trong cái thời điểm chúng ta uống chúng ta cần điều chỉnh liều. Nếu như mà liều hormone tuyến giáp quá cao sẽ làm dẫn đến chúng ta có cái tình trạng là cường giáp, ví dụ như là sụt cân, ví dụ như là vã mồ hôi nhiều, táo bón, các cái biểu hiện như là tim đập nhanh này, hồi hộp, đánh trống ngực, tất cả những cái biểu hiện đó tức là cái liều lượng chúng ta sử dụng hormone tuyến giáp đang quá cao, thì chúng ta cần đến gặp ngay bác sĩ điều trị để bác sĩ có thể điều chỉnh liều cho chúng ta. Hay nếu như mà chúng ta sử dụng thuốc với cái liều thấp quá thì chúng ta thấy người rất là mệt mỏi, da khô, cân nặng thì ăn ít nhưng mà cân nặng lại tăng, tức là những cái biểu hiện rất là mệt mỏi, thì chúng ta cũng cần đến gặp ngay bác sĩ để bác sĩ sẽ điều chỉnh cái liều dùng hormone tuyến giáp cho mình. Vì cái liều hormone tuyến giáp này là liều bổ sung vào cơ thể chúng ta
không dùng được hết thì cái tác dụng phụ của nó có thể dẫn đến các cái triệu chứng như vậy, hay là khi mà dùng thiếu thì cơ thể chúng ta thiếu hormone nó cũng sẽ làm cho các cái chuyển hóa cơ bản trong cơ thể chúng ta không có diễn ra được một cách bình thường, nên là chúng ta lưu ý theo dõi những cái tác dụng phụ xảy ra khi mà chúng ta uống hormone tuyến giáp và có cái biểu hiện bất thường, chúng ta nên đến bệnh viện gặp bác sĩ để bác sĩ sẽ điều chỉnh liều sử dụng cho chúng ta. Lưu ý thứ tư trong khi chúng ta sử dụng hormone tuyến giáp đó là các cái tương tác với các cái thuốc khác chúng ta phải sử dụng trong thời gian chúng ta dùng hormone tuyến giáp. Thì khi mà sử dụng hormone tuyến giáp thì các cái tương tác với lại các cái thuốc khác có thể làm cho việc tăng hấp thu hormone tuyến giáp hay là giảm việc hấp thu hormone tuyến giáp, tăng đào thải hormone tuyến giáp ra ngoài cơ thể, làm cho cái tác dụng chúng ta uống hormone tuyến giáp bị giảm đi. Thì các cái thuốc ảnh hưởng đến cái việc hấp thu, chuyển hóa hay đào thải hormone tuyến giáp trong quá trình chúng ta sử dụng có thể là những cái thuốc kháng bơm proton, như là các cái thuốc ức chế tiết dịch vị dạ dày, hay là bổ sung canxi, sắt, hay là magie, hay là estrogen, hay là statin. Tất cả những cái thuốc này thì đều có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu tổng hợp hormone tuyến giáp trong cơ thể. Thế nên là khi mà chúng ta phải sử dụng những cái thuốc kèm theo với các cái bệnh lý của chúng ta kèm theo, ví dụ như là chúng ta bị viêm loét dạ dày, chúng ta phải uống thuốc kháng axit dạ dày, thì cái thời điểm chúng ta uống thuốc thì chúng ta sẽ nên cách cái thời gian uống hormone tuyến giáp khoảng 4 giờ để làm sao đảm bảo được việc hấp thu chuyển hóa các cái hormone tuyến giáp của chúng ta một cách tốt nhất, hay là chúng ta phải uống bổ sung sắt hay là canxi hay là magie, thì chúng ta cũng nên cách cái thời gian uống thuốc hormone tuyến giáp 4 giờ để đảm bảo cái việc hấp thu chuyển hóa hormone tuyến giáp. Và cũng hai cái thuốc nó cũng sẽ không tương tác, không cạnh tranh với nhau trong cái quá trình hấp thu vào cơ thể. Thế nên là chúng ta lưu ý khi mà cái sử dụng các cái thuốc kèm theo trong cái suốt cái thời kỳ chúng ta phải uống hormone tuyến giáp, quý vị nhé. Chúng ta đến với lưu ý thứ năm, đó là chú ý trong quá trình ăn uống khi mà chúng ta phải sử dụng uống hormone tuyến giáp. Thế thì với cái lưu ý thứ năm này thì trong cái khi mà chúng ta sử dụng bổ sung hormone tuyến giáp này, nó cũng sẽ làm cho tăng cái chuyển hóa cơ bản trong cơ thể chúng ta, nên là cơ thể chúng ta cũng có thể thấy nóng hơn, có những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta phải sử dụng hormone tuyến giáp này. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái loại cây có cái tác dụng thanh nhiệt, như là rau mã đề, bồ công anh hay là rau ô má, để giúp giải nhiệt, giúp cơ thể chúng ta thanh lọc một cách tốt hơn. Và các cái thực phẩm khi mà chúng ta ăn, ví dụ như là cái thời điểm mà chúng ta uống thuốc thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng các cái thực phẩm này trong cùng lúc với khi mà chúng ta uống hormone tuyến giáp, ví dụ như là sữa đậu nành hay là các cái sản phẩm chế biến từ đậu nành đó. Cái thứ hai đó là cà phê. Cái thứ ba đó là sữa hay là các cái loại nước trái cây thì chúng ta không uống đồng thời, không sử dụng đồng thời với việc khi mà chúng ta đang uống thuốc hormone tuyến giáp. Thế nên là nếu như mà chúng ta muốn sử dụng những cái thực phẩm mà nó ảnh hưởng đến việc hấp thu hormone tuyến giáp thì chúng ta nên uống cách cái thời điểm chúng ta uống hormone tuyến giáp ra. Thì như thế thì chúng ta thấy là trong cái lưu ý thứ hai chúng ta có nói đến cái thời điểm uống thuốc, thì chúng ta thấy là uống trước cái bữa ăn sáng 30 phút và uống trước lúc đi ngủ 60 phút và cách cái bữa ăn tối 3 giờ. Tức là các cái thực phẩm, nếu như mà chúng ta thực hiện được như vậy thì các cái thực phẩm ăn hàng ngày của chúng ta vẫn thường được khuyến cáo là hạn chế ăn. Thì nếu như mà chúng ta có ăn như là sữa hay là đậu nành thì chúng ta sẽ cách cái đảm bảo được cái thời điểm uống thuốc như vậy, thì chúng ta cũng sẽ giảm được cái việc là giảm hấp thu hormone tuyến giáp khi mà chúng ta sử dụng các cái thực phẩm nó ảnh hưởng đến cái việc hấp thu tuyến giáp, hormone tuyến giáp cho cơ thể đó. Thế thì ở trên đây là năm cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng
hormone tuyến giáp là levothyroxine khi mà đối với bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật toàn bộ, cắt tuyến giáp toàn bộ và chúng ta cần phải bổ sung hormone tuyến giáp suốt trong cái thời gian còn lại đó. Thế nên là năm cái lưu ý này sẽ giúp cho chúng ta làm sao uống hormone tuyến giáp có một cái hiệu quả tốt nhất, giảm những cái tác dụng phụ không mong muốn và theo dõi được các cái biến chứng, các cái tác dụng phụ có thể xảy ra và có thể đến gặp bác sĩ khi kịp thời, khi mà có những cái phản ứng phụ cần phải điều chỉnh liều uống hormone tuyến giáp. Và lưu ý trong cái việc ăn uống của chúng ta thì với các cái thực phẩm chúng ta sẽ không ăn vào cùng lúc với lại chúng ta uống hormone tuyến giáp, và cái thời điểm uống hormone tuyến giáp cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn, và chúc quý vị và các bạn chúng ta có được một cái lộ trình uống sử dụng hormone tuyến giáp một cách tốt nhất và có được một sức khỏe tốt nhất đảm bảo trong suốt quá trình chúng ta sử dụng hormone tuyến giáp.